ก็เลยทำสมัยอ่ะแล้วเราช่วยแล้วเราสั่งไปช่วยก็จะชิมหรอหยองกูจะชิมลองให้กูจะชิมกินว่าชิมลองให้ชิมเขาเลยหนาเหรอเขาเลยหนาไหมเฮ้ย
Mất luôn mà mê thấy vậy rồi. Ô chứ thấy cái to lớn mà mê. Cho nên thì chỉ cái to thôi. Cho đủ luôn rồi. Cái lọt chứ mà. Cái lọt chạy đi cô pi giống bảo như nào kiếm một tờ phai cho nó học kia hẳn thôi mà nó chạy mọi người chơi tờ phai cho nó nha chờ chua nó chua cái lò 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 nó mà họ còn đèn đèn thì mình sẽ thử họ nghe cho cái họ thế nhở họ như cái khi mà chị họ mình nhìn đèn thì mình thấy mình sẽ thông nè chị thử những nó nữa thấy chúng nó khó sẵn xe nhở thì bây giờ thì họ chỉ sẽ gì những nó những cái gì chị họ sẽ nó nè viết cái thằng kia nè ta tổ nó mỏ nè cứ họ tổ tổ cái gì xe là thế bây giờ tôi đứng sẽ phải chơi cho chị ra cái bây giờ tôi đứng nó sẽ phải chơi đang nhảy nó kia thế nào, nó ta sẽ nhảy hoặc có các loại mình gì thế, muốn chở tôi đúng không? Bỏ chạy. Nhảy thêm không nào? Đi ăn chiều nó gì cá sấp là đi nè bé chị bé cu nó ta thế chuẩn nhà là xí nè cái này chẳng có tuấn nó nói chú chúa ta chỉ về buổi hello เจนเนี่ยก็เนี่ยแล้วก็ตัวนี้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 ก็ตัวน
ก่ละโอ้กำลังใจข้อจีนข้อว่าข้อมข้อลอยอีกเดือนข้อสุดตัวลูกเก่าเชียนกบกระโดดไล่ไล่นกบ้าจ้าแล้วอ่านไหนจ้าตัวนาชีไล่ตัวนี้อีนะตัวนี้อีแล้วตัวนาไม่ใช่ชอเตียนาชีตาตาที่มันตากันนั่นอะไรก็ชีต้องชอบมาสั่งก่อนเนี่ยนกก็ตันท้องอ
mua cá mỏ về thì lấy mua thì nếu như nhau hụt chết mấy cậu đi chờ con đó đi cá à nói nó chỉ ít phải xem những đồ vật thân à, nên nó sẽ ta lo, ta kia nên mình đã ăn nó được thiệt. Ừ, chúng tôi đây là thịt tua, nên phải xay củ cho chua rồi cho cái cho nhện nó theo. Ừ, chúng tôi đây là thịt tua nào, nhưng mà xin chỉ cho sẽ hơi chia. Ừ, chúng tôi đây là thịt tua nào. Nên nói nó chỉ ít phải xem những đồ vật thân à, nên nó sẽ ta lo, ta kia nên mình đã ăn nó được thiệt. Ừ, chúng tôi đây là lần thứ tua nên phải xay củ cho chua rồi cho cái cho nhện nó theo. Ừ, chúng tôi đây là lần thứ tư nữa, nhưng mà xin chỉ cho sẽ hơi chia. Ừ, chúng tôi đây là lần thứ tư nữa.